Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Hải đang khóc cầu xin bà Dung được cưới Minh Anh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Tưởng chừng như đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ, khi gia đình ông Khánh và bà Dung đã chấp thuận. Thế nhưng khi tai nạn đã xảy ra thì lại là một câu chuyện khác. Hải đang cứ khư khư người mang chiếc nhẫn là vợ mình chứ không ngờ đó là Mỹ Anh. Anh nhất quyết tìm được bác sĩ giỏi để phẫu thuật tái tạo gương mặt cho cô. Dù tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức, anh cũng sẽ phải giúp cho vợ sắp cưới của mình trở lại như lúc ban đầu. Bí mật của Mỹ Anh tưởng chừng như đã bị bà Nga nói ra, nhưng vì quá thương con, khi Mỹ Anh khóc lóc, cầu xin đủ điều, cộng với việc Minh Anh được bác sĩ chuẩn đoán tiên lượng xấu, khiến bà thiên vị mà đã nghe theo đứa con ruột. Giờ đây chỉ cần thêm khuôn mặt, Mỹ Anh đã có thể đường đường chính chính trở thành chị gái của mình. Tuy nhiên, bà Dung đã bị những người bạn thân thao túng tâm lý. Một phần do người bạn này muốn tác hợp Hải Đăng cho con gái của họ, nên người này đã lên tiếng cảnh báo bà Dung. Việc thay đổi khuôn mặt có rất nhiều rủi ro, nếu không may mắn, gương mặt sẽ không thành công và bị dị dạng. Một điểm nữa, sẽ phải bơm vào cơ thể rất nhiều thuốc, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của Minh Anh. Bà Dung nghe đến đây bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến việc nảy sinh ý định ngăn cản hôn nhân của con trai. Bà Dung bắt đầu nói chuyện với bà Nga và cô Út, bà nói bóng gió về việc Minh Anh sẽ phẫu thuật rất nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Hải Đăng là con một trong gia đình, nhất định phải có cháu để nối dõi tông đường. Những điều đó thôi, đã khiến bà Nga và cô Út bắt đầu suy nghĩ việc gia đình Hải Đăng đã chán nản, muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Dì Út sau đó đã gặp và trò chuyện với Hải Đăng. Cô Út hỏi Hải Đăng có phải đã bắt đầu chán Minh Anh rồi phải không? Do gương mặt Minh Anh không còn đẹp như xưa, và sẽ phải phẫu thuật ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hải Đăng vô cùng ngạc nhiên, anh lập tức gạt tan suy nghĩ của cô Út. Hải Đăng khẳng định dù tốn bao nhiêu công sức, tiền của cũng sẽ ở bên Minh Anh, đồng hành cùng vợ sắp cưới. Hải Đăng nói rằng mình thương Minh Anh bởi tâm hồn và tính cách của cô, dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ cưới Minh Anh. Cô Út kể lại câu chuyện bà Dung nói, khiến Hải Đăng buồn lòng về mẹ mình. Cậu hứa sẽ nói lại với bà Dung về chuyện này. Hải Đăng sau đó gặp mẹ và cầu xin mẹ hãy tác hợp cho hai đứa. Đừng vì những lời nói của bạn bè mà nghĩ tiêu cực về Minh Anh. Bà Dung vẫn quả quyết rằng, phẫu thuật rất khó và nó sẽ ảnh hưởng về sau cho chuyện sinh nở. Bà khuyên con trai nên dứt khoát sớm để tránh làm buồn Minh Anh sau này. Mặc cho con trai khóc lóc cầu xin, bà Dung nhất quyết phản đối đến cùng. Hôn nhân giữa Hải Đăng và Minh Anh bắt đầu rơi vào bế tắc. Trong lúc Hải Đăng đang cầu xin mẹ mình, thì anh cũng không hề biết vị hôn thê của anh đang vẫn còn hôn mê sâu. Người anh đang xin phép để cưới lại chính là Mỹ Anh. Liệu sau cùng bà Dung có cho phép đám cưới diễn ra, Mỹ Anh sẽ tiếp tục làm gì trong vai diễn chị gái mình? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.